Anh xin được gửi lời chào tới tất cả các anh. Hôm nay thì nhà em về thêm một mẫu ấm chén mới, đó chính là bộ ấm chén men ngọc. Họa tiết là hoa đào ạ. Hoa đào đỏ thì là đặc trưng cho mùa xuân của miền Bắc. Rất là đẹp đúng không ạ? Tất cả đều là hàng nghệ nhân vẽ tay 100% mọi người nhé. Với sản phẩm này thì phù hợp với mọi người bày tại phòng làm việc, phòng khách hoặc là mang đi biếu đi tặng vào nhân dịp cuối năm hoặc 20 tháng 11, 20 tháng 10 tặng thầy cô giáo cũng rất là hợp lý. Vậy mọi người ai mà ưng sản phẩm này thì hãy để lại ngay cho Bảo Khánh xin số điện thoại hoặc nhắn tin ngay cho bên em để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.